Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Địa Thần Hộ Pháp, phẩm thứ 11. Lúc đó ngài địa vị Kiên Lao Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn, độ khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây, so với các vị Bồ Tát, chỗ thệ nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, như ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, ngài Quan Âm, ngài Di Lặc cũng hóa hiện trong nghìn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường, nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường, trải đến kiếp số như số cát trong trăm nghìn ức sông Hằng. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét những chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sau, lôi chỗ sạch sẽ ở Phương Lam, trong cuống đất của mình ở, dùng đất đá chay gỗ mà dựng cất cái khám cái thất, trong đó có thể hóa vẽ cho đến dùng vàng bạc đồng sắt đúc lắn hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường, chiêm lễ ngợi khen, thờ chỗ người đó ở được 10 điều lợi ích. Những gì là 10 điều? Một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết được sanh lên cõi trời, bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích, năm là cầu chi cũng toại ý cả, sáu là không có tai họa về nước và lửa, bảy là trừ sạch việc hư hao, tám là rất hẳn ác mộng, chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ, 10 là thường gặp bậc thánh nhân. Vị Kiên Lao Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh ở hiện tại nay và vị lai sau đều ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường ngài Địa Tạng Bồ Tát như thế, thờ được sự lợi ích như vậy. Lúc đó vị Kiên Lao Địa Thần lại bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau như có người thiện nam thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này cùng cúng dường hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời con dùng thần lực của con thần ủng hộ người đó, không cho các sự tai họa như nước lửa, trộm cướp, nạn lớn nạn nhỏ vân vân thảy đều tiêu sạch. Đức Phật vào vị Kiên Lao Địa Thần rằng: Thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít ai bằng, vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phù Đề đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ cây cát đá lúa mè che lau gạo thóc của báu, tất cả những thứ từ đất mà có ra đều nhờ lơi sức thần của ông cả. Lại ông lại tuyên bày ngợi khen những sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường. Lại Địa Thần, trong đời sau như có người thiện nam thiện nữ nào có thể cúng dường Địa Tạng, cúng dường hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng đọc tụng kinh điển này, chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đã dạy, thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chứ để tất cả những sự tai họa cùng những sự không vừa ý đến nghe nơi tai, huống nữa là để cho phải chịu, chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương Đế Thích, quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đáng các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh Bổn Nguyện này, tự nhiên được rốt ráo, xa lìa biển khổ, chứng đạo niết bàn an vui, vì thế nên đặng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Ha ha ha,